Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hay bạn đang muốn khởi nghiệp thì module sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thức, cái chìa khóa, cái bí quyết để các bạn tạo nên một doanh nghiệp hay là một đội nhóm kinh doanh vô địch. Một đội nhóm kinh doanh vô địch, một cộng đồng vô địch thì nó được cấu thành, được tạo thành bởi những cá nhân xuất sắc. Cái cộng đồng ấy, doanh nghiệp ấy, đội nhóm ấy có nhiều cá nhân xuất sắc thì sẽ tạo nên được doanh nghiệp và đội nhóm vô địch. Vậy cá nhân xuất sắc thì bao gồm những điều gì? Theo quan điểm của tôi thì một cá nhân xuất sắc nó bao gồm những hai cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là cái khả năng, cái kỹ năng cá nhân của một người. Thì cái kỹ năng đây nó bao gồm có mấy yếu tố. Kỹ năng thứ nhất là một người có thể kiểm soát được cảm xúc bản thân mình không? Có thấu hiểu bản thân mình và thấu hiểu được người khác thì mới kiểm soát được bản thân mình an nhiên trước mọi việc. Điều thứ hai là người đó có khả năng giao tiếp tốt không? Có giao tiếp tốt thì mới tạo nên kết quả. Và điều thứ ba là người đó có cái khả năng thuyết trình trước đám đông không? Trước đông người hay không? Có khả năng thuyết trình thì có khả năng để tạo ra một cái kết quả có thể gây ảnh hưởng được với mọi người, thuyết phục mọi người đồng ý với những quan điểm, với chính kiến mình đưa ra. Rồi một cái kỹ năng nữa là người đó có biết cái cách giải quyết được vấn đề, hay nói nhẹ hơn là xử lý từ chối của khách hàng, của đối tác, của đồng nghiệp hay không. Và một kỹ năng quan trọng nữa ở cái khả năng cấp độ 1 này là gì? Là cái khả năng thiết kế kế hoạch chiến lược, tức là thiết kế ra mục tiêu khả thi đấy, để hoàn thành cái mục tiêu hay chiến lược khả thi. Rồi lên cái cấp độ khả năng thứ hai của một nhà lãnh đạo thì cái khả năng đó bao gồm là gì? Bao gồm từ cái nền tảng của cái kỹ năng thứ nhất rồi thì tiếp tục đến cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng nhà lãnh đạo đó có thể đọc vị được, đọc được suy nghĩ của người đối diện với mình không, để biết rằng ẩn dưới những hành vi, những thái độ, những ngôn ngữ, những biểu hiện nhạy bén giác quan của một người trước mặt mình thì ẩn dưới đó là mong muốn gì, nhu cầu gì, khao khát gì, hay băn khoăn gì, hay là muốn đề nghị gì. Rồi cái kỹ năng thứ hai của một nhà lãnh đạo nữa là gì? Là cái kỹ năng đàm phán và gây ảnh hưởng với người khác trong giao tiếp. Kỹ năng đàm phán và gây ảnh hưởng với người khác trong giao tiếp, tức là ở mức độ này thì nhà lãnh đạo này đã là bậc thầy hay phù thủy trong việc sử dụng ngôn ngữ rồi. Cái kỹ năng thứ tư trong cái kỹ năng nhà lãnh đạo nữa là gì? Huấn luyện, hay còn gọi là coaching, giúp người khác hoàn thành kế hoạch chiến lược, giúp doanh nghiệp mình, giúp đội nhóm mình hoàn thành kế hoạch chiến lược đặt ra, đã xác định cho từng năm hay là mục tiêu trung hạn trong 3 năm hay 5 năm. Và cái kỹ năng thứ tư nữa là cái kỹ năng truyền cảm hứng cho đám đông, truyền cảm hứng cho cộng đồng, truyền cảm hứng cho doanh nghiệp. Và bây giờ một nhà lãnh đạo, một người khởi nghiệp, một chủ doanh nghiệp thì cần phải gì? Có ít nhất là hai cái cấp độ đó thế mới đủ năng lực để gì? Dẫn định doanh nghiệp, huấn luyện doanh nghiệp của mình, đội nhóm của mình trở nên kinh doanh, trở thành đội nhóm kinh doanh vô địch trên thị trường. Và nó liên quan đến điều này. Cái đây tôi gọi là tam giác sức mạnh. Bí quyết này gọi là tam giác sức mạnh. Tôi vẽ trong ba tháp này. Vậy thì một doanh nghiệp vô địch, một đội nhóm kinh doanh vô địch thì đòi hỏi phải có gì? Có cái sức mạnh. Sức mạnh trong mọi khía cạnh trong của một doanh nghiệp, của một đội nhóm kinh doanh vô địch, nó gọi là sức mạnh. Power, sức mạnh nhất. Cái sức mạnh này là sức mạnh về con người, sức mạnh về sản phẩm, sức mạnh về dịch vụ, sức mạnh về văn hóa và sức mạnh về, tức là mọi khía cạnh tròn trịa trong một đội nhóm, một doanh nghiệp vô địch. Vậy thì bí quyết để tạo ra sức mạnh của một doanh nghiệp, của một đội nhóm vô địch là gì? Nó nằm ở sự rõ ràng. Sự rõ ràng. Vậy thì rõ ràng điều gì? Về góc độ của một nhà lãnh đạo, của một CEO thì nhà lãnh đạo này phải rất rõ ràng về tương lai. Có ba thứ này. Thứ nhất là rõ ràng về tương lai của doanh nghiệp mình. Tương lai
Rõ ràng đầu tiên là về tương lai. Tương lai khi nhà lãnh đạo này muốn start up một doanh nghiệp hay là dẫn một doanh nghiệp mình, thì tương lai doanh nghiệp này đi đến đâu trong 3 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới, 20 năm tới hay nhiều năm nữa, thì tương lai cái doanh nghiệp này sẽ đi về đâu nó phải rất rõ ràng rồi. Vì rõ ràng thì nhà lãnh đạo này mới có sức mạnh để tập trung mọi nguồn lực, tập trung mọi trí tuệ để gì, tạo ra sức mạnh của doanh nghiệp. Thứ hai, cái yếu tố thứ hai nữa trong cái sự rõ ràng này, rõ ràng gì, là rất rõ ràng về cái lợi nhuận hay cái quyền lợi hay cái đích đến hay cái kết quả mà doanh nghiệp này sẽ đạt được. Nó rất rõ ràng về cái lợi ích vật chất đạt được. Thì nhờ đó con người ta mới có động lực, mới có hưng phấn, mới dồn được hết tâm huyết vào để tạo sức mạnh, dẫn định doanh nghiệp này, tập trung vào tạo doanh, tạo sức mạnh. Và điều thứ ba, khi mà một nhà lãnh đạo đã rõ ràng về tương lai của doanh nghiệp mình đi đâu trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn rồi, nhà lãnh đạo còn biết rõ ràng gì, khi trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn mình phát triển một chiến lược hay dẫn định một doanh nghiệp như vậy, thì cái mức thu nhập hay quyền lợi hay là cái quy mô doanh nghiệp nó lớn đến mức nào cũng rất rõ ràng rồi. Thì đòi hỏi tiếp theo là gì, cái đội ngũ nhân sự, tức là nhân viên, đội ngũ nhân sự, nhân viên cũng phải rất, nhà lãnh đạo này phải rất rõ ràng rằng ai, vị trí nào, lắp vào đâu, cần những năng lực gì, chuẩn mực gì để có thể hoàn thành được cái mục tiêu chiến lược này. Và như vậy là sao ạ? Nếu một nhà lãnh đạo ở CEO, một nhà lãnh đạo mà rõ ràng được ba thứ này, tức là yếu tố rõ ràng được ba thứ này, thì sẽ tạo ra sức mạnh cá nhân của nhà lãnh đạo đó để tập trung vào doanh nghiệp này tạo sức mạnh. Khi tập trung được sức mạnh thì các bạn cứ hình dung sức mạnh này, các bạn đã bao giờ nhìn thấy cái kính lúp chưa? Cái kính lúp khi các bạn gì, tập trung lại, tập trung cái ánh sáng lại, nó chỉ thành một cái đường chỉ nhỏ thôi, thì nó có thể xuyên cháy, đốt cháy mọi thứ. Nhưng nếu mà cái sức mạnh của cái kính lúp này này soi dưới nắng ấy, mà nó lại xòe ra thì nó chẳng đốt cháy được cái gì cả. Thì sức mạnh tập trung của con người cũng như vậy, khi nào mọi sự nó rất rõ ràng trong ba yếu tố này rồi, ba yếu tố cơ bản này rồi, thì sẽ tạo ra sức mạnh vô địch cho một cá nhân cụ thể để họ có thể tập trung vào mục tiêu của họ. Vậy khi tập trung nó rồi, nó rõ ràng rồi, thì nó có một cái điều rất hay là thì không tạo ra một cái vật cản nào cả, không tạo ra vật cản. Vì không tạo ra vật cản thì một cá nhân biết tập trung vào, tập trung vào để tạo ra cái sức mạnh của mình trong doanh nghiệp hay trong đội nhóm của mình hay trong cá nhân bản thân mình. Nếu không rõ ràng thì nghĩa là gì, nếu không rõ ràng thì con người này còn gì, tuy rằng gì, mình có tầm nhìn đấy, tuy rằng là mình bảo là nếu thành lập doanh, nếu doanh nghiệp này, đội nhóm này mà làm ăn hiệu quả thì cũng có thu nhập đấy, nếu doanh nghiệp này mà có gì, lực lượng nhân sự mà đủ giỏi, đủ tốt mà đúng vị trí ấy, thì cũng tạo ra hiệu quả đấy. Nhưng rõ ràng rằng vì gì ạ? Vì không được rõ ràng nên trong đầu một cá nhân này có thể có vật cản, mà có vật cản thì tiếp tục đầu còn phải nghĩ đến cơ hội này, cơ hội khác, cơ hội này, cơ hội khác, rồi như vậy thì sẽ bị phân tán nguồn lực. Như vậy về một, với cương vị một nhà lãnh đạo thì phải rất rõ ràng xem mục tiêu ngắn hạn 1 năm đi về đâu, 3 năm như thế nào, 5 năm ra sao, 10 năm ra sao, và N năm ra sao, dẫn định doanh nghiệp này sao. Và nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn có thấy một tình trạng là gì, bạn đào tạo ra được nhân sự, thế rồi nhân sự đó cứ chớm thạo việc thì nhân sự đó lại nhảy việc không? Rồi bạn là người đi tuyển dụng hệ thống, phát triển hệ thống, thế nhưng bạn gì, rất khó khăn trong việc tuyển dụng hệ thống, hoặc là tuyển họ được vào một thời gian ngắn thôi rồi họ lại dụng ngay lập tức. Nó nằm ở yếu tố này. Nếu là nhân viên, họ cần gì? Họ cần gì? Nhân viên thì họ cần mấy yếu tố này thì họ sẽ ở bên bạn và tạo ra sức mạnh của doanh nghiệp của bạn. Điều đầu tiên, khi bắt đầu bắt tay làm một công việc gì đó hoặc là làm với bạn, họ sẽ hỏi yếu tố đầu tiên là gì? Cái tương lai của họ, tương lai của họ, tương lai gia đình họ đi với bạn làm việc trong doanh nghiệp này có đảm bảo không? Đảm bảo là gì? Đảm bảo bền vững trong gì? 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 30 năm, nhiều nhiều được không? Ví dụ nó có bền vững như là các doanh nghiệp nhà nước không? Các tổ chức hành chính của nhà nước không?
Mặc dù lương rất là hạn chế nhưng người ta gì mong muốn cái sự đảm bảo rằng có bền vững hay không, có ổn định hay không, thì người ta sẽ gì cam kết ở lại với bạn. Ít nhất là gì, đấy là một cái barem hay cái luật ứng xử để giúp họ ở lại. Thứ hai, họ tiếp sau khi họ đánh giá được cái tiêu chí bền vững rồi thì họ sẽ tiếp tục hỏi câu thứ hai là gì: vậy đi với doanh nghiệp này, đi với ông chủ này, nhà lãnh đạo này thì thu nhập của mình có đảm bảo rằng là mình thoải mái không, có nuôi sống được gia đình mình không, mình có thể giàu có bằng cái gì, giàu có bằng cái công việc ở doanh nghiệp này, ở đội nhóm này, đi với người lãnh đạo này không? Và nếu bạn lại được đảm bảo điều đó nữa thì cái tiêu chí thứ hai đến 70% bạn thắng rồi. Và cuối cùng đến là tiêu chí cuối cùng, nghiệp vụ. Về nhân viên thì họ sẽ nghĩ đây là nghiệp vụ, về cái phát triển cái bản thân cá nhân của họ. Ở doanh nghiệp này họ có được gì đào tạo để phát triển bản thân không? Ở doanh nghiệp này họ có được rộng rãi các điều kiện và thuận lợi các điều kiện để họ có thể gì được đào tạo nghiệp vụ phát triển, để họ có thể gì chiếm lĩnh, tranh thủ được các cơ hội để trở thành, có được vị trí trong tương lai của mình không? Rồi là gì, nhờ từ đó họ tăng được thu nhập của mình không? Và một điều rất hay, với cương vị là một CEO, bạn là một chủ doanh nghiệp, mà nếu bạn đáp ứng cho nhân viên mình được ba tiêu chí này thì doanh nghiệp, thì nhân viên của bạn, nhân sự của bạn nó sẽ không còn vật cản nào trong đầu nữa. Không còn vật cản là gì, làm tại doanh nghiệp của bạn, đang làm với công việc trong đội nhóm kinh doanh của bạn, nhưng mà gì, nếu mà trong đầu họ không đáp ứng được ba tiêu chí này thì đầu họ sẽ nghĩ sang các cơ hội khác. Đầu họ sẽ bắt đầu là ai đó chỉ cần chia sẻ một chút ít thôi thì họ cũng sẵn sàng lắng nghe ngay lập tức. Và nếu cơ hội đó lại còn đang hơn cái cơ hội trong doanh nghiệp của bạn thì rõ ràng họ nhảy việc là đương nhiên rồi. Họ nhảy việc đương nhiên rồi. Nên các bạn mới thấy là gì, doanh nghiệp của bạn đào tạo nên lực lượng cán bộ, khi bắt đầu họ cứng nghề là bắt đầu gì, họ bắt đầu nhảy việc. Hoặc là gì, họ ở trong doanh nghiệp của bạn thu nhập không đủ thì đâu họ gì, tức đầu họ có vật cản ở đây thì không đủ, và họ phải nghĩ ra một cái nghề tay trái để làm thêm. Như vậy là gì, họ đã không tập trung và doanh nghiệp của bạn đã không sức mạnh, bởi vì là cái năng lượng của họ đã thoát ra ngoài mặt trời. Rồi tiếp tục gì nữa, ở đây họ cũng không có cái cơ chế để gì phát triển nghiệp vụ họ nữa. Vậy thì họ gì, là một người rất có ý chí, vậy thì họ phải tự động ra ngoài để gì tìm cái cơ hội để phát triển bản thân. Và như vậy là khi cái năng lực bản thân của họ phát triển lên, tức là năng lực của họ giỏi lên, mà thu nhập của họ hay là cái tương lai của doanh nghiệp nó vẫn trì trệ như vậy, thì đương nhiên rồi họ sẽ tìm cái cách là gì, đi tìm một doanh nghiệp khác để đáp ứng cái ý chí của họ, cái nguyện vọng của họ. Rồi điều gì nữa, rồi là môi trường văn hóa, rồi là cái khả năng tiến thân, rồi là cái gì, cái môi trường quan hệ trong doanh nghiệp này có thỏa mãn với những cái giá trị trong họ hay không. Nếu không thì gì, nếu không phù hợp, mà ví dụ như họ là người giỏi nhưng họ là người yếu khả năng giao tiếp mà không được bạn chú ý để đào tạo, thì những người giỏi thì người ta cứ cho là lắm tài thì lắm tật chẳng hạn như thế. Bởi vì sao? Bởi vì họ không nhận thức được vấn đề xung quanh là họ làm thế nào để có thể hài hòa được, để tạo cho sức mạnh cá nhân họ. Họ đang bị hạn chế một chút trong vấn đề là phát triển bản thân, rồi ứng xử, rồi giao tiếp, rồi thấu hiểu mình, thấu hiểu người khác. Thì họ sẽ bị, có thể là bị kỳ thị hay bị ghét trong doanh nghiệp chẳng hạn. Thì họ thì sẽ thấy rằng họ sẽ không phù hợp, họ cũng lại bỏ đi. Nghĩa là trong đầu họ có vật cản rằng ở đây thì tương lai cũng được đấy, thu nhập cũng được đấy, nhưng mà mình toàn mất đoàn kết thôi, thế này thì sống cũng không ổn, thế và họ cũng lại đi thôi. Và đây là những lý do gì ạ? Nói chung là toàn bộ hệ thống doanh nghiệp, toàn bộ những hệ thống kinh doanh, mà nếu như ông chủ hay cái doanh nghiệp đó mà không đáp ứng được ba tiêu chí này thì rất dễ mất quân và rất dễ rụng quân. Bởi vì trong đầu của những người, trong đầu những nhân viên này luôn luôn chỉ có ba câu hỏi với ông chủ mình, còn chỉ có ba câu hỏi với lại doanh nghiệp của mình thôi: tương lai có bền vững không, thu nhập có thể phát triển được, giàu có không, nuôi sống gia đình mình không, và mình có được đào tạo để phát triển, để có thể gì tranh thủ và có thể nắm bắt được hai cái cơ hội này không. Vậy thì quay trở lại, bạn là một gì? Nhà lãnh đạo, bạn là một người muốn khởi nghiệp, vậy bạn phải có một cái năng lực rồi, hiểu biết toàn bộ. Đây chỉ là cái bí quyết và cái công thức bề mặt. Còn bạn muốn vận hành được toàn bộ để tạo ra sức mạnh thì bạn phải có những cái kỹ năng cá nhân ở bên dưới. Đó là kỹ năng gì?
như cái kỹ năng hai cấp độ tôi nói ban đầu đấy. Cái kỹ năng của bạn là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng của bạn là kỹ năng kiểm soát cái cảm xúc bản thân mình. Bởi vì bạn là chủ doanh nghiệp, bao nhiêu vấn đề nó thuộc về áp lực, bao nhiêu vấn đề nó thuộc về thị trường, về kinh doanh, về quan hệ giữa con người, nó ập đến bạn mỗi ngày mà bạn phải giải quyết. Thì bạn phải có cái kỹ năng đầy đủ các công cụ, kỹ thuật để bạn gì kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân mình an nhiên và bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Và để bạn giao tiếp hiệu quả thì bạn phải có cái kỹ năng gì? Kỹ năng đọc vị người khác, kỹ năng đọc vị ngôn ngữ của họ, kỹ năng đọc vị ánh mắt của họ, kỹ năng đọc vị cái biểu cảm giác quan và ngôn ngữ cơ thể của họ, để bạn biết rằng ẩn dưới những hành vi, những ngôn ngữ, những thái độ đó là gì. Và đồng thời bạn phải là bậc thầy trong việc sử dụng ngôn ngữ, ngôn ngữ đàm phán, ngôn ngữ chốt sale, ngôn ngữ giao tiếp, và ngôn ngữ đánh vào tử huyệt cảm xúc của nhân viên mình. Thì nhờ đó bạn mới có thể giải quyết được vấn đề của họ. Rồi điều gì nữa, bạn cũng có phải có cái khả năng gì ạ? Khi để đọc vị được biểu cảm, nhận cảm của họ rồi, bạn sẽ biết rằng từng nhân viên hôm nay họ vui thì nghĩa là bên dưới có điều gì để bạn có thể động viên kịp thời. Một ngày bạn gặp nhân viên của bạn, bạn thấy họ buồn, bạn cũng phải để ý và bạn phải giải quyết ngay cái nỗi buồn trong họ nó là cái gì. Nỗi buồn đó là sâu sắc hay nỗi buồn đó là vừa phải, buồn về chuyện gia đình hay buồn về chuyện công ty. Bạn phải nắm bắt được, hiểu biết được và bạn phải giải quyết ngay được điều đó. Bởi vì cái năng suất, cái thành quả của một con người á, họ có thể lên được 150%, họ có thể lên được 200% hay 500% hay không, nó nhờ vào cái thứ gì? Kỹ năng của con người đó cộng với lời động viên của lãnh đạo. Kỹ năng của bản thân họ cộng với lời động viên của lãnh đạo thì sẽ tạo ra cái năng suất, hiệu suất của họ có thể từ 100, 150%, 200% hay 300%, tùy cái kỹ năng khuyến khích của bạn. Nhưng để khuyến khích đúng người, đúng việc, hiệu quả thì bạn phải hiểu biết được toàn bộ lực lượng cán bộ, nhân viên của mình như thế nào. Như vậy chưa đủ, tiếp tục bạn phải có cái kỹ năng gì? Thiết kế kế hoạch chiến lược và huấn luyện người khác, huấn luyện lực lượng cán bộ dưới quyền của bạn hoàn thành kế hoạch chiến lược. Bạn phải có cái kỹ năng truyền cảm hứng cho họ, truyền cảm hứng cho họ, bởi vì không phải lúc nào thì doanh nghiệp bạn cũng thuận lợi như vậy, lúc nào không phải thị trường cũng thuận lợi như vậy, lúc nào không phải là đội nhóm của bạn cũng thuận lợi như vậy. Bạn phải có kỹ năng giải quyết vấn đề rồi, là có kỹ năng truyền cảm hứng cho họ, giải quyết những vấn đề của họ, vạch ra những đường hướng kế hoạch chiến lược cho họ để họ thực hiện từng ngày để tiếp tục lại giành lại những cái kết quả như mong muốn. Như vậy thì doanh nghiệp của bạn có sức mạnh, đội nhóm của bạn có sức mạnh kinh doanh, thì hai thứ đấy mới trở thành đội nhóm vô địch, doanh nghiệp vô địch được. Và muốn thứ đó, các bạn có biết là điều gì sẽ giúp các bạn trở thành nhà lãnh đạo xuất chúng không? Khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Tôi cam kết nếu các bạn sở hữu được NLP thì các bạn sẽ đạt được cả hai cấp độ lãnh đạo để trở thành người lãnh đạo vượt trội và xuất chúng, dẫn định doanh nghiệp của bạn, đội nhóm của bạn trở nên đội nhóm kinh doanh vô địch.